ever. Oh yeah. Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Linh bao lâu nay. Linh đang đi tới một cái nơi gọi là Khít Hôn. Cái này là chỗ du lịch rất là nổi tiếng và hình như mà ai mà đến Hà Lan thì cũng sẽ đến chỗ này chơi. Và nói chung là chỗ này đẹp, người ta gọi là cái Venice của phương Bắc đó cả nhà. Ở đây rất là thanh bình luôn. Thì hôm nay nhà Linh cứ gần như là mỗi năm tụi Linh sẽ tới chỗ này chơi để đi thuyền vòng vòng. Nhưng hôm nay là tiệc của con gái Linh, cho nên Linh dắt một đám tới đây đi cano. Thì chút xíu nữa Linh sẽ cho mọi người coi cái chiếc cano ở bên Hà Lan là như thế nào nha. Nếu mà mọi người thích đó, thì clip của Linh đó, thì mọi người làm ơn share, like, subscribe giùm Linh nha. Linh cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Linh sẽ đi quay vòng vòng cái chỗ mướn thuyền này cho mọi người xem nhé. Cái dòng nước này á gọi là nước màu đen, dịch theo cái tiếng Hà Lan á là nước màu đen á, nhưng cả nhà, nhưng mà không phải là nước dơ nha. Mấy đứa trẻ nó đang dọc nước nè, thì mình thấy đi, cái khi mình để cái tay xuống thì cái nước nó rất là trong, tại vì giống như ở miền Tây của mình vậy đó, nước phù sa đó cả nhà, nó sẽ bị đục, và ở cái đáy sông này nó cạn quá, và cái đáy sông cái màu đất á nó có cái màu tối á, cho nên nó làm cho cái màu nước sẽ bị tối đi. Nè, canh nhìn tưởng anh xã là mướn chiếc cano máy, ai ngờ mướn chiếc cano giống chiếc thuyền này. Dạ. Mình không biết chèo đâu. Mình cầm lên được rồi, mình quay một chút cho mọi người coi cái cảnh ở đây đẹp lắm cả nhà ơi. Có dịp qua đây nha, có dịp qua đây mình sẽ dắt đi chỗ này. Tụi mình sẽ cùng nhau mướn cano nè, chèo nè, rồi đi vòng vòng ở đây chơi nha. Khít Hôn is a village in the province of Overijssel, Netherlands. It is in the east of the Netherlands, a ruin and steel area. It's so peaceful, so different, and has such simple beauty that it hardly seems real. Gently gliding along small canals, past old but pretty Dutch roof farmhouse. Khác với nhiều địa danh du lịch nổi tiếng khác, mình chỉ có thể đến thăm làng Khít Hôn vào tất cả các mùa trong năm. Nhưng mà mùa xuân thì ở đây á, Linh đã nói rồi, mùa xuân thì ở đây hoa rực rỡ, có muôn ngàn loài hoa, nhiều màu sắc và động vật. Ở đây cái âm thanh mình lớn, mình nghe nhiều nhất là tiếng của mấy con vịt bơi dưới nước á cả nhà. Và mùa đông đến thì mình có thể ở đây á nha, ở chỗ này thì mình có thể trượt băng rất là vui luôn. Thì ở đây đó là có nhiều cái động thực vật và nói chung là rất là đẹp. Nếu mọi người có dịp thì hãy đến cái ngôi làng thơ mộng và bình yên ở chỗ này nhé. Nó thì được ví giống như là Venice của Hà Lan vậy đó cả nhà, là cái làng ở bên Ý cả nhà. Đây là một cái thị trấn thuộc tỉnh Overijssel của Hà Lan, và ngôi làng được phát hiện từ những năm 1230 sau Công nguyên. Khi mà người ta đặt chân đến đây á thì người ta thấy rất là nhiều sừng dê, cho nên Khít Hôn, cái tiếng Hà Lan của cái tiếng Hà Lan á, tức là sừng dê á cả nhà. Mình có thể đi bằng mấy cái
Nhưng mà cái thị trấn này chỉ thật sự nổi tiếng sau cái lần phát hiện đầu tiên trong cái phim Fanfare của Hà Lan, của cái nhà làm phim Hà Lan năm 1958. Đây là một trong những danh sách của ngôi làng này nổi tiếng ở châu Âu mà mọi người chắc chắn phải ghé thăm khi đến Hà Lan. Chỗ này á, cả nhà lúc nào cũng đông á, nên cũng không hiểu tại sao luôn á. Tại vì hình như là chỗ này là cái khu này cũng là cho mướn thuyền á, thì mọi người sẽ dừng lại để mướn thuyền, để xem giá rồi thì nó hơi đông một tí. Và ở đây thì có tiệm kem. Nói thiệt nha, tới đây mấy chục lần luôn rồi đó. Nó mấy chục lần thì quá đáng thật, nhưng mà gọi là mười mấy lần luôn. Gần như là hầu như là năm nào cũng đến hết. Nhưng mà chưa bao giờ bất cứ khi nào đi bộ được dọc như vậy luôn nha cả nhà. Tại vì tới cái cano này như vậy, cái xuồng như vậy, gọi là mình bên Việt Nam mình ở cái quê của Linh như là cái xuồng như vậy nè, thì cứ chèo hoặc là cái thuyền máy rồi chạy vòng vòng chút xíu chắc sẽ ra cái đảo để mình ăn trưa thôi. Chứ còn mà đi bộ vòng vòng như vậy nè thì Linh chưa có đi lần nào luôn á. Nee, we gaan nu weg. Jullie liggen al een heel eind achter. Jullie liggen. Even terugpeddelen. Even terugpeddelen. Even de andere, nee, andere kant op. Zijn jullie hier de andere kant op peddelen? Ja, oh, nou gaat het wel goed. Maar ik doe toch even van deze kant op? Is goed. Dat is toch gewoon goed? Ja, helemaal. Hey, maar jullie gaan allemaal aan dezelfde kant peddelen. Ja, nou ja. Maar dat moet toch als je doet. Nou, veel plezier vandaag. Nou, zullen we maar. Wat? Linh nghĩ là ở Việt Nam nên thuê Linh làm gọi là để cho Linh làm đại sứ du lịch, tại vì đi đâu á Linh cũng đội nón lá chứ á. Linh thấy nó tiện, vừa che nắng được, vừa mát nữa, vừa quảng bá Việt Nam của mình luôn. Chèo nãy giờ nè, nhìn tay Linh thấy ghê không? Tay đã xấu rồi còn ghê nữa. Linh là người ngồi đầu mũi, gọi là đứng mũi chịu sào ở nhà cả nhà, còn con Linh thì nó bẻ lái ở phía sau. Nãy giờ cứ nói chung là không có đi đúng hướng, tại vì mình đâu có phải là người biết chèo thuyền đâu, cứ quẹo qua bên này quẹo qua bên kia. Nước ở đây sạch nha cả nhà, chỉ là mình không uống được thôi chứ nước rất là sạch, không có bị ô nhiễm. Mùa này còn hoa mọc ven sông đẹp lắm cả nhà. Bây giờ một tay chèo một tay quay phim cũng khó, nếu không thì tụi nó lại làng. Chút hy vọng Linh ngồi chiếc thuyền của anh xã để ảnh chèo thì Linh mới quay được. Mọi người thấy không, du khách quá trời luôn á, hôm nay là vắng rồi đó. Ây da, đó là làng rồi kìa, chờ chút đi, chờ chút, đó là làng rồi. Nhà ở đây thì mọi người thấy không, dễ thương lắm. Mình có cái nhà ở đây gọi là có tiền đó cả nhà, thì có cái nhà ở đây để nghỉ thì thích hơn. Anh xã Linh với lại hai chiếc thuyền khác đó phía trước rồi, giống như ở miền Tây của mình hả cả nhà, đi vòng vòng mấy cái kênh này chơi cũng vui hả. Bây giờ là mình ra cái khúc lớn rồi nha cả nhà, mấy cái con thiên nga này mọi người cẩn thận nha, nó dữ lắm á, nó mình chọc nó là nó rượt mình là thôi luôn á nha cả nhà. Bây giờ là mình ra cái khúc sông lớn, cái phía này nè, đó con Linh đó, con Linh phía sau Linh cũng là con Linh luôn, nhưng mà cái này là đứa nhỏ và bạn nó, bên đây là anh xã Linh. Và bây giờ tụi Linh phải đi tìm cái đảo để tụi Linh gọi là picnic. Đây, ở cái vùng này có rất là nhiều cỏ tranh nha cả nhà. Cỏ tranh này đó, Linh có nói về một cái clip
sau này mọi người Linh sẽ post clip đó lên cái là tour Monumental, thì Linh sẽ cho mọi người thêm cái thông tin về cỏ tranh này. Còn bây giờ mình coi đi, mọi người bắt đầu đang đi ra cái chỗ này, gọi là đi lại cái chỗ cắm trại đó cả nhà, không phải cái là picnic đó cả nhà, chứ không phải cắm trại. Ở đây đẹp lắm hết cả nhà hả, sông nước bao la luôn, coi con Linh kìa. Có hai đứa con gái này nó cũng vui hả, chẳng sợ gì hết á. Rồi bắt đầu người ta đi ra đây, quá trời rồi đó, trời đẹp quá trời mà. Mình tới cái đảo rồi, mọi người thấy Linh leo lên cũng cái xuồng nó nhẹ quá cho nên mình đi mình cũng sợ. Và chỗ này là để cho mình muốn bơi á, thì là bơi ở chỗ này nha cả nhà. Nó có cái khoảng quay lại đó, là cái chỗ này được bơi, nhưng mà nếu mà còn có chỗ khác á thì là mình phải tự chịu trách nhiệm. Nói chung là ở đâu mình cũng tự chịu. Gia đình của Linh á đã bài binh bố trận ở đây, ngồi ăn và một chút đứa nào mà can đảm thì xuống tắm. Tại vì thật ra nó can đảm quá, tại nước nó còn lạnh lắm cả nhà, gió cũng lạnh lạnh là xuống đây là rung luôn á. Mọi người nhìn đây lãng mạn quá cả nhà ha. Mùa này thì hết rồi nhưng mà vẫn còn sót lại những cái hoa, gọi là cái hoa đi không phải DC, có hoa cúc dại nè cả nhà, xinh lắm. Khi mà đi picnic ở Hà Lan á, đem những cái đồ gọn gọn thôi. Với Linh nha, mua bánh mì về ăn và mấy cái đồ này nè. Rồi mấy đứa này thì nó gần như nó ăn chay cả nhà, cho nên ít có khi nào ăn thịt lắm. Thì Linh đang ăn cái bánh này đây. Cái bánh này có nho khô ở trong, ăn cũng ngon, dễ ăn. Người ơi, trời sắp mưa, đen thui hết trơn rồi. Mà nguyên cái chỗ này nãy giờ Linh quay cả nhà thấy không, đâu có chỗ nào để trú mưa đâu. Cho nên tụi Linh lấy mấy cái xuồng, mấy cái thuyền á, tụi Linh làm như vậy nè, để cho chui vào đó trốn, để đừng có ướt mưa. Ngồi chắc tơi tả hết quá. Lạnh thì có cả nhà, nếu mà trời mà có nắng thì đẹp lắm, ấm lắm. Nhưng mà chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là sẽ bị ướt và lạnh cống luôn đó nha cả nhà. Bây giờ mấy người này hả, người ta chạy bằng thuyền máy, người ta tìm chỗ người ta trú hết rồi. Còn mình đi bằng cái xuồng tay á thì mình không biết tìm cái chỗ nào để mình trú đây, cho nên chui vào đây. Anh xã Linh ảnh đang làm cái trại đây. Ôi, nhìn thấy mây đen kinh khủng chưa. Hai vợ chồng này chẳng thèm để ý luôn, cứ chắc lẫn họ ngồi cho mưa nó ướt luôn quá.
Rồi và mấy người khác đã đầu nổ máy đi rồi khỏi cái đảo này rồi. Đứng cụm 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 lại thấy cũng vui á. Bên cạnh này thì trời vẫn đẹp. Bắt đầu cái đường mưa nó tới nè. Đang thui ở đây. Tụi Linh chuẩn bị rồi khỏi đảo để đi về nhà. Trời lạnh rồi cho nên không có muốn ở lâu nữa. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Và nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like và subscribe, đăng ký kênh cho Linh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và chúc cả nhà một ngày thật là đẹp. Bye bye.